7 mẹo để bảo vệ da bạn khỏi lão hóa. Lão hóa là quá trình tự nhiên hay còn gọi là lão hóa nội tại. Hầu hết mọi người đều trải qua giai đoạn này với những nếp nhăn trên mặt cùng với làn da trở nên mỏng hơn, khô hơn. Tuy nhiên, có một số yếu tố như môi trường, thói quen, chế độ ăn làm cho quá trình lão hóa diễn ra sớm hơn. Bài viết sẽ cung cấp thêm thông tin giúp giảm quá trình lão hóa sớm của làn da. Các cách giảm thiểu lão hóa da. 1. Tránh tiếp xúc quá nhiều với ánh nắng mặt trời. Phơi nắng mỗi ngày và kéo dài gây nên quá trình lão hóa, nguyên nhân chính là sự oxy hóa da. Nên chú ý đến các ảnh hưởng của ánh nắng mặt trời đối với lão hóa da cơ bản. 80% tình trạng lão hóa da sớm là kết quả của việc bị tổn thương bởi các ảnh hưởng của tia UV. Mặc dù làn da có khả năng tự bảo vệ chúng khỏi ánh nắng mặt trời bằng cách da sẽ bị rám nắng và lớp biểu bì dày lên. Tuy nhiên khả năng này khác nhau ở mỗi người, và một khi tình trạng xảy ra quá mức sẽ gây ra các tổn thương lâu dài cho da, và làm trầm trọng thêm các dấu hiệu lão hóa da. Mỗi khi chúng ta tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, thậm chí là vào mùa đông, làn da đều phải tiếp xúc với các tia UV gây hại. Đọc thêm về các ảnh hưởng của cả tia UVA và UVB lên da ở đây. Điều này dẫn đến tình trạng da bị rám, sạm nắng, da không điều màu, lão hóa và trong các trường hợp tệ hơn là sẽ bị ung thư da. Phương thức sử dụng kem chống nắng là cần thiết để làm giảm các ảnh hưởng có hại của mặt trời. Thêm bước sử dụng các sản phẩm kem chống nắng có chỉ số SPF phù hợp vào quy trình chăm sóc da hàng ngày sẽ rất có ích. Lựa chọn kem chống nắng phù hợp với loại da, loại sắc tố và cường độ của ánh nắng mặt trời tại nơi ở của bạn. Đọc thêm về bảo vệ da mặt khỏi ánh nắng mặt trời. Hoa thuốc nhuộm da tự thân thay vì nhuộm da. Mỗi khi bạn bị rám nắng, bạn sẽ khiến làn da của mình bị lão hóa sớm. Điều này đúng nếu bạn bị rám nắng do ánh nắng mặt trời, giường tắm nắng hoặc các thiết bị thuộc da khác trong nhà. Tất cả đều phát ra các tia UV có hại làm tăng tốc độ lão hóa da của bạn. 2. Không hút thuốc lá. Các chất hóa học và nicotine trong thuốc lá gây nên quá trình sự oxy hóa da tương tự như là ô nhiễm môi trường. Không hút thuốc lá là phần quan trọng của phương pháp khoa học để trì hoãn quá trình lão hóa da cơ bản. 3. Các loại thực phẩm tốt. Làn da khỏe mạnh cũng cần được cấp nước từ bên trong. Vì quá trình sự oxy hóa da có nhiều ảnh hưởng có hại đến làn da, nên ăn các loại thực phẩm tốt có thể giúp hạn chế được quá trình này. Một chế độ ăn đầy đủ trái cây và rau tươi thì rất giàu các chất chống oxy hóa và các chất dinh dưỡng. Các chất chống oxy hóa là các phân tử với khả năng trung hòa các gốc tự do. Thay đổi chế độ ăn, thêm các loại thực phẩm quan trọng này giúp làm chậm không những sự lão hóa do các nhân tố bên ngoài, mà còn do các nguyên nhân bên trong. 4. Quy trình chăm sóc da phù hợp. Vì quá trình lão hóa da cơ bản bắt đầu ở độ tuổi 25, nên các bước ngăn ngừa phải được thực hiện càng sớm càng tốt để làm chậm quá trình này và ngăn chặn các tổn thương trong tương lai. Chăm sóc làn da với quy trình chăm sóc da tốt sẽ giúp làm chậm các dấu hiệu của lão hóa da nói chung. Các sản phẩm được sử dụng nên được xác định phù hợp với làn da lão hóa, dù là đường nhăn, giảm thể tích da hay giảm mật độ da và da kém tươi sáng. Làm sạch da với các sản phẩm loại bỏ lớp trang điểm và bụi bẩn mà không tác động quá mạnh lên da là bước đầu tiên. Nên dùng các sản phẩm dịu nhẹ và không làm da bị mất nước. Làm sạch sâu cho da với các sản phẩm nước hoa hồng thích hợp và chuẩn bị cho các bước kế tiếp. 5. Chú ý dưỡng ẩm cho da. Điều này cũng giúp chống lại các tác động của lão hóa bao gồm chứng da khô do lão hóa. Nếu phải tiếp xúc với ánh nắng mặt trời thường xuyên suốt ngày, cần sử dụng kem chống nắng cho mặt trước các sản phẩm chăm sóc da khác. 6. Tránh căng thẳng cực độ. Căng thẳng là một tin xấu cho làn da, vì nó có thể gây viêm lan rộng, giảm khả năng miễn dịch và ảnh hưởng đến giấc ngủ, tất cả đều có thể khiến da khô, nhạy cảm và xuất hiện nhiều nếp nhăn. Nếu cảm thấy quá căng thẳng, tốt nhất bạn nên tìm thời gian để thư giãn, giao tiếp với gia đình hoặc tập thể dục, đây đều là những cách tốt để giải tỏa căng thẳng. 7. Đừng để bản thân thiếu ngủ. Ngủ không đủ giấc là một vấn đề phổ biến của người hiện đại. Da cần ngủ đủ giấc để tự phục hồi, và thiếu ngủ có thể dẫn đến lão hóa sớm. Những người có giấc ngủ không ngon sẽ có nhiều dấu hiệu lão hóa da hơn, chẳng hạn như nếp nhăn trên da, nếp nhăn và sắc tố da không đồng đều.